Ngày nay, nhu cầu sử dụng máy thổi vỏ bình phục vụ sản xuất kinh doanh là rất lớn. Việc lựa chọn một chiếc máy không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng, đảm bảo chất lượng mà cần phù hợp với khả năng tài chính. Hôm nay, Việt An xin chia sẻ đến cho các bạn 5 lưu ý khi đầu tư mua máy thổi vỏ bình. Xác định mục đích sử dụng trước khi mua máy thổi vỏ bình. Trước khi lên kế hoạch mua một chiếc máy thổi vỏ bình, bạn phải xác định mình mua máy để làm gì. Để cung cấp vỏ bình đáp ứng nhu cầu sử dụng, sản xuất của đơn vị mình hay để cung cấp vỏ bình ra thị trường. Sau khi đã xác định mục đích của mình, bạn chọn đến những tiêu chí khác như về dòng tự động hay bán tự động với công suất phù hợp với công việc để tránh những rủi ro về sau. Nếu chỉ phục vụ sản xuất của đơn vị, thì căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế của doanh nghiệp mà lựa chọn máy có công suất cao hơn so với thực tế sử dụng khoảng 20-50% để có thể dự trữ cho sự phát triển của doanh nghiệp trong vài năm tới. Còn nếu mục đích để cung cấp vỏ bình ra thị trường thì nên chọn mua các dòng máy có công suất cao, có thể đầu tư hẳn dòng máy tự động để tiết kiệm chi phí nhân công, tiết kiệm thời gian mà đảm bảo công suất cung ứng. Xác định loại máy và công suất cần sử dụng. Trên thị trường hiện nay đang có các loại máy thổi vỏ bình 5 lít, 19 lít, 20 lít. Riêng với loại bình 20 lít thì có cả bình cổ to có gen và bình cổ nhỏ. Vì vậy, từ mục đích sử dụng thì bạn nên xác định loại máy thổi cũng như công suất bạn cần dùng. Nguồn gốc xuất xứ của máy. Một trong những lưu ý quan trọng mà bạn không nên bỏ qua khi quyết định đầu tư mua máy thổi vỏ bình đó chính là nguồn gốc xuất xứ của máy. Bởi điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và giá thành của máy. Giá máy. Một lưu ý quan trọng tiếp theo đó chính là giá máy. Các bạn cần tìm hiểu nhiều đơn vị cung cấp, so sánh chất lượng, nguồn gốc xuất xứ cũng như mức giá để từ đó có quyết định chọn mua máy phù hợp. Không nên mua máy quá rẻ vì như vậy có thể mua phải hàng kém chất lượng, thời gian sử dụng ngắn, hiệu suất hoạt động không ổn định. Nhưng cũng không nên mua máy quá đắt vì nó sẽ trở thành gánh nặng cho bạn và doanh nghiệp của bạn. Và điều lưu ý cuối cùng bạn nên biết khi đầu tư mua máy thổi chính là đơn vị cung cấp. Bạn nên chọn mua máy ở các đơn vị có uy tín, có thâm niên trong lĩnh vực, được khách hàng đánh giá cao. Bởi đơn vị cung cấp uy tín thường có chính sách, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, chuyên nghiệp hơn các đơn vị khác. Vừa rồi là 5 lưu ý khi đầu tư mua máy thổi vỏ bình mà các bạn nên biết. Nếu các bạn đang quan tâm tới máy thổi, hãy liên hệ tới số 0949 41 41 41 hoặc truy cập vào website vietan.vn để được tư vấn hỗ trợ. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Việt An để cập nhật thông tin mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!